Mình làm xôi mặn nha. Mấy cái này là mình đều, cái này nó khô lắm nên phải ngâm trước rồi xong luộc lên. Lấy cái nước bát nấu canh cũng được. Rồi chiên trứng nha, cũng phải bỏ đầu nêm nếm bình thường và xưởng cắt ra. Rồi nếp thì ngâm đi, rồi hồi hấp ha. Rồi trứng rồi chiên lát nữa mình cắt ra. Ok, xôi mặn ta, mình xong rồi nè, thấy không? Xôi mặn, giờ chỉ kiếm thứ có mỡ hành thôi, hành phi nữa là xong. Ok, nhắm mì, nhắm mì.